với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với vòng 1 có tên là Đi Tìm Tần Số. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cả 4 người đẹp của chúng tôi. Wow, thả tim quá nhiều. Mỗi cô gái đều đang cố gắng gây ấn tượng ban đầu kìa. Chào cô gái đầu tiên, bạn tên gì ạ? Dạ vâng ạ, xin chào hai anh chị MC dễ thương, duyên dáng, hai anh đẹp trai ở ngoài đó, cùng toàn thể quý khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Mình tên là Võ Lê My. Công việc hiện tại của My là ca sĩ. Em sinh năm mấy? Dạ 95 ạ. Vậy bạn bằng mình giống một cái là ế đều. Chạm đấy nỗi đau. Mà ý thật nha. Chưa một mối tình về đến đây để tìm mối tình đầu của My. Và nhắn với nửa tần số của My là với một câu hát: làm người yêu em nhé baby, rồi làm chồng em nhé baby, ý anh sao. Vâng ạ. Làm người yêu rồi làm chồng luôn. Vậy là quyết định nếu mà tìm hợp là tiến đến hôn nhân luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Khá ấn tượng với Lê Mỹ ha. Bây giờ chào cô gái thứ hai. Dạ em chào hai anh chị MC. Em chào hai anh và em chào tất cả các bạn đang ở trường quay. Thì em tên là Ngọc Trâm, hiện em đang là một model. Bên cạnh đó thì em có học bên nối mi và làm nail. Từ lúc mà em nghe tới tiếng của hai anh thì em tự phát hiện ra mình có một cái siêu năng lực rất là đặc biệt. Năng lực gì vậy bạn? Dạ đó là siêu thích anh. Siêu thích anh. Siêu năng lực là siêu thích anh. Vậy có sẵn sàng làm nail, chăm sóc móng tay, móng chân cho chồng, cho con, cho người yêu không? Dạ có. Tại vì người đầu tiên em sẽ làm đó là em sẽ lôi chồng em ra làm trước. Dễ thương. Cảm ơn Ngọc Trâm. Xin chào cô nàng ở vị trí thứ ba. Thì mình tên là Quỳnh Như, hiện tại mình là 22 tuổi. Công việc hiện tại của mình là chuyên viên make up. Mình cũng chán thả thính rồi. Các anh cưa đi em đổ liền. Trời ơi. Trải qua nhiều cô đơn và vấp ngã trong tình yêu lắm hay sao? Dạ không có. Ế cũng lâu rồi. Có mối tình nào chưa? Dạ có được 2 mối tình. Kéo dài lâu không? Dạ cũng một thời gian ngắn thôi chị. Cảm ơn bạn. Xin mời cô nàng cuối cùng. Xin chào hai anh chị MC. Xin chào hai bạn trai đang ngồi phía bên dưới. Và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Huyền. Công việc hiện tại của em là dạy make up. Và song song đó thì em có đi hát, làm KOL và học thêm phun xăm chân mày. Ngọc Huyền là đào tạo về trang điểm. Vậy bạn có đào tạo cho các bạn Quỳnh Như ở vị trí thứ ba không? Dạ không ạ, em với bạn đó là đồng nghiệp. Vậy hả? Hội chị em ế đến đây à. Chúng ta đã trải qua được 4 lời chào đầu rất là dễ thương, đáng yêu của 4 cô nàng xinh đẹp. Và ngay sau đây sẽ là hình ảnh những chiếc ốp lưng của cả 4 chiếc điện thoại. Xin mời. Rất nhiều màu sắc khác nhau. Lê My, bạn thích màu đỏ hả My? Dạ vâng ạ, My rất là thích màu đỏ. Với cái sở thích màu đỏ của bạn nổi bật như vậy ấy, lúc nãy bạn nói là bạn có là một ca sĩ, thì không biết dòng nhạc theo đuổi của bạn có phải là rock không nhỉ? Không, My theo đuổi dòng nhạc truyền thống với lại nhạc trẻ ạ. Nhạc truyền thống là nhạc trữ tình dân ca đúng không bạn? Dân ca đương đại ạ. Khá là thú vị đó bạn. My cho anh hỏi quê em ở đâu My? Dạ em ở Bình Định ạ. Vùng Trời đất Võ. Ghê à, em biết võ không? Nhà em dạy võ nhưng mà em không được học. Bố mẹ em sợ em không có chồng. Thôi, nhưng mà bây giờ em vẫn ế mà. Cảm ơn hai bạn. Một cô gái với một cá tính mạnh mẽ mà còn biết võ, nội công lại thâm hậu hay nóng giận nữa thì thôi rồi. Yên tâm đi, ngày hôm nay có khi chương trình này sẽ bắt giùm bạn những tần số phù hợp với tình yêu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chiếc ốp lưng với những chú mèo rất là đáng yêu của Ngọc Trâm nè. Em thích mèo không? Dạ em thích ạ. Có nuôi mèo không? Hồi lúc trước em có nuôi, giờ thì hết rồi anh. Có những cái địa điểm là quán cà phê ấy mà họ nuôi rất là nhiều mèo. Bạn có thích những không gian như vậy không? Dạ anh ơi, nếu được đi với anh em thích lắm luôn á. Anh cũng mong là mình sẽ có dịp như vậy nha. Thì không biết em cũng muốn làm chủ cuộc đời đâu không nhỉ? Anh ơi, nếu như anh cho phép thì em sẽ không ngại bước vào đâu nè. Lộc chạy ra ngoài lấy cho anh 2 ly cà phê lẹ. Lộc Trời ơi, còn Hoàng Tâm của tôi ngồi đây mà. Đúng rồi. Ảnh này ảnh nhột lắm nha. Thường á, đàn ông người ta nói ít làm nhiều, còn mấy người mà nói nhiều không biết có làm có nhiều hay không nha. Đúng rồi. Em thì thật sự là em thích người đàn ông mà nói được làm được á anh. Chứ nãy giờ Tâm Bảo nói được hay chắc làm được. Nhưng mà em đáng chắc thì anh Tâm Bảo là nói được làm được. Tại vì tính chất công việc của anh này, dạ, anh là một người học luật, một người dạy luật, cho nên là nói nhiều này, giao tiếp với mọi người là nó phải là sở trường của mình thì mình mới làm tốt công việc đó được. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn Ngọc Huyền. Bạn có thể cho mọi người biết tại sao bạn chọn cái ốp lưng nó khá là hơi cái màu sắc hơi nó giống như con người của bạn đúng không? Từ nhỏ đến lớn thì cuộc sống của em cũng trải qua khá là nhiều thăng trầm, cho nên là cái ốp lưng này nó có ý nghĩa là tốt đẹp. Em luôn luôn muốn là mình sẽ trải qua những chuyện không tốt đẹp trở thành tốt đẹp, và em sẽ luôn mỉm cười với những điều mà sóng gió, hoặc là nếu như anh có đi cùng em thì những sóng gió đó sẽ luôn mỉm cười với anh. Rất là lạc quan, 4 chiếc ốp lưng, 4 câu chuyện khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi những hình ảnh trong màn hình khóa. Xin mời. Wow, đẹp quá ta. Bắt đầu từ hình ảnh đầu tiên đi. Đó là Lê My, bạn đang trình diễn trên sân khấu đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. My hát solo và công việc phụ của My là giáo viên dạy piano. Và em có thể điểm hát cho anh nghe mỗi tối. Wow. Trời ơi, xuất sắc. My ơi, em có thích dòng nhạc sôi động EDM không em? Em đang trình diễn thể loại nhạc đó. Đó, trình diễn. Vì theo phái theo thời đại hiện nay á, là đa số bạn trẻ là thích nhạc sôi động. Như vậy cô ấy khá là đa dạng trên tất cả những sân khấu khác nhau. Và đặc biệt em nấu ăn hơi bị ngon đó. Giống anh đó. Ủa, biết nấu ăn luôn? Những bữa cơm gia đình hay là những món về phong cách châu Á, châu Âu? Bữa cơm gia đình nè. Còn Tâm Bảo biết nấu ăn không? À, thưa anh, em biết nấu ăn. Hai chàng trai cũng rất là xuất sắc nha. Hiện tại là My đang ở với gia đình hay là ở một mình? Dạ, My đang ở với bạn. Bạn làm makeup luôn ạ. Ủa vậy hả? Ở chung với hai bạn bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Không thể tin được. Ba cô là bạn của nhau rồi. Cô cuối cùng tiết lộ luôn đi. Cô Ngọc Trâm ơi, em có là bạn của ba người còn lại không em? Dạ em bạn của bạn số 3 ạ. Rồi xong luôn. Nguyên một hội ế đến đây quyết tâm. Sau chương trình này chị em cũng khó ăn khó nói lắm mà nha. Ngọc Huyền ơi. Dạ. Bạn có vẻ hướng về gia đình nhiều hả? Dạ đúng rồi, em là một người sống nặng về tình cảm. Bạn có thể chia sẻ không? Nói về gia đình em không? Cảm thấy xúc động. Thì ngày hôm nay em đi đến chương trình này là có mẹ em đi cùng. Wow, hay quá. Bác gái ơi, bác đâu ạ? Tụi con xin chào cô ạ. Chào cô. Cô chào các cháu. Dạ. Ở nhà cô thứ mấy để tụi con dễ xưng hô? Cô thứ 6. Mấy mẹ con chắc ở nhà thương nhau dữ lắm nè. Đi đâu cũng đi chung với nhau. Chú nhà khỏe không? Ba của Ngọc Huyền thì bệnh 18 năm nay rồi. 18 năm lần hả cô? Chú không thể đi lại xa được đúng không cô? Đúng rồi. Không thể đồng hành cùng với Huyền trong ngày hôm nay. Con gái cô nó rất là có hiếu. Bất cứ là cha mẹ hay là anh chị bà là Ngọc Huyền nghĩa là sắp xếp bay về liền. Và tất cả mọi thứ là Ngọc Huyền đều lo, sẵn sàng hy sinh lo hết về vật chất cũng như là tinh thần. Cho nên với bản thân của Ngọc Huyền thì cái nhiều cái Ngọc Huyền cũng rất là thiệt thòi. Con hiểu ý cô rồi, có nghĩa là Ngọc Huyền lúc nào cũng hướng về gia đình, đi làm rồi phụ giúp ba mẹ nè, đâm ra là hy sinh luôn khoảng thời gian riêng tư của mình để tìm kiếm tình yêu đúng không cô? Ngọc Huyền là con cả trong nhà hay như nào ạ? Con gái út. Gái út luôn mà giỏi vậy đó. Hôm nay chắc cô đến đây cũng mong muốn Huyền tìm được một nửa cho mình để đỡ bớt cái nỗi buồn phải không cô? Đó là điều cô mong muốn nhưng không biết Ngọc Huyền như thế nào. À, như vậy là mẹ cũng ủng hộ cho con gái lắm nè. Nên con gái cố gắng tự tin lên nghe. Còn riêng với cô nè, ngồi đây nè, cô thấy hàng rể tương lai sao cô? Chàng nào cũng đẹp trai. Dạ. Nhìn chàng nào cũng khôi ngô tuấn tú hết. Dạ. Nhưng mà với cái đó thì cô đâu có biết được đâu. Dạ. Quan trọng là cảm xúc của tụi nhỏ cô ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi Ngọc Huyền, lạc quan lên nào. Dạ do là trong một giây phút thì em hơi xúc động tí thôi. Thì cũng nhân trên chương trình này thì con cảm ơn mẹ đã đồng hành với con trong suốt những thời gian vừa qua. Người mẹ nào cũng vậy cả, với mỗi hoàn cảnh khác nhau chúng ta càng thấy tình yêu đó thiêng liêng biết bao nhiêu. Cố gắng ngày hôm nay tìm kiếm cho mình một hạnh phúc riêng nha. Đã đến lúc bạn xứng đáng với những hạnh phúc đó rồi. Dạ em cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong chiếc điện thoại của 4 cô nàng sẽ có những gì nhé. Đầu tiên sẽ là chiếc điện thoại của bạn Lê My. My ít ứng dụng quá nha. Dạ vâng ạ. Thích ví dụ như là thời gian rảnh thì My sẽ học đàn, trau dồi kiến thức về đàn hoặc là nấu ăn. Bạn học đàn được bao lâu rồi? Dạ được 4 năm à. Là tự My học. Trời ơi, giỏi vậy. Vì guitar, My cũng biết guitar nhưng mà My đi học thì thầy không có dạy vì My chơi guitar tay trái. Và bảo My là khi nào thành công thì gặp thầy. Rồi chúng ta theo dõi album ảnh của cô nàng này nào. Dạ vâng ạ. Chắc là nhiều sân khấu lắm nè. Đó, đúng như dự đoán của chúng tôi, rất nhiều sân khấu. Em lớn sang hình kế bên em, anh thấy như ba mẹ em đúng không? Dạ bố mẹ em. Dạ hai bác nhà đây. My giống bố hay giống mẹ? Dạ em giống bố. Bố biết võ không em? Dạ bố em dạy võ. Rồi. À. Cẩn thận nha cái mấy chàng. Bố em vui tính và hiền lắm. Vậy hả? Dạ vâng. Thường ấy anh, những người học võ thì cái tính của họ rất là nhẫn nại này. Đó, phải học cái tâm, học để tự vệ là chính thôi. Dạ đúng rồi, anh nói chính xác luôn á. Anh có thấy món ăn em thích món ăn cơm gà hay em? Dạ em hay tự làm vì khi em đi diễn về có khi là 12 giờ em tự nấu đồ ăn luôn. Vì em ăn cơm tiệm ở ngoài không có được. Cho tụi anh coi những món em nấu nào. Dạ vâng ạ. Nhìn đẹp quá vậy ta. Hấp dẫn quá. Cơm gà bày trí rất là đẹp nha. Chụp ảnh cũng rất là khéo kìa. Ôi giỏi nè. Chân gà xả tắc. Mấy ơi em cho anh xem báo thức của em được không? Dạ vâng ạ. Dù dậy cũng khá sớm ấy chứ. Dạ vâng em thức khuya dậy sớm vì hôm nãy là em có nói là em ở cùng với bạn. Và trên lầu của em là em ở cùng với em trai của em. Vì em nuôi em trai em ăn học ở trong này. Vâng nên em phải dậy sớm để em nấu ăn cho em của em để em đi học. Thức khuya mà dậy sớm thì nó lại không đảm bảo sức khỏe đấy em à. Tranh thủ nếu mà hôm nào không có show mình ngủ bù nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Lê My. Dạ vâng em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc điện thoại thứ hai của con nàng Ngọc Trâm nha. Em cho anh xem hình ảnh của em được không? Dạ được. Cũng là một cô gái đảm đang với những cái món ăn ha. Món nào là sở trường của em nhất? Dạ anh ơi, nếu mà sở trường của em nhất thì kho tàu nè. Mà em nói thiệt nha, anh muốn ăn món gì em nấu không được hết trơn á. Anh thì thích những món miền Tây. Theo cái khẩu vị của anh á thì em nghĩ là sẽ thích một chút gì đó nó hơi ngọt ngọt đúng không? Ngọt ngào, đúng rồi em. Dạ, đặc biệt một cái đó là ở đây em cũng thích ăn vậy luôn á. Mốt về nấu chè cho đơn giản em ơi. Anh chịu không? Ngọc ơi, ly cà phê có gì em? Trời ơi, gì vậy trời? Mình sống mạnh dữ người ta. Ra đa bật từ đầu mà anh. Hình nền là một chú đại bàng. Dạ đúng rồi, tại vì em thích cái cặp mắt của chú đại bàng này. Anh có sở thích nữa là vẽ tranh. Và anh đã có một bức tranh về chú đại bàng cũng gần giống chú này. Vậy đó hả anh? Không biết là em có thích tranh không nha? Dạ em cũng thích tranh lắm. Hôm nào anh sẽ xíu qua cho em một bước nhá. Lẹ đi. Từ tranh mà đại bàng vẽ. Thôi được rồi, phải kết thúc ngay thôi. Rồi cảm ơn bạn Ngọc Trâm. Bây giờ tới bạn Quỳnh Như nè. Mọi người muốn xem phần nào trong cái điện thoại của Quỳnh Như? Đây là danh bạ. Để coi số lượng anh yêu. Wow, thấy rồi nè. Chà, chưa kịp xóa hả em? Không có, đừng có hiểu lầm. Anh yêu đó là ba của em á. Rồi em ấn vào phần anh yêu nào. Gọi cho anh yêu liền nè. Alo. Dạ. Ba ơi. Dạ. Con đang tham gia chương trình Tần Số Tình Yêu. Ba có thể nói câu nào đó cho con bớt run không? Dạ. Đang phát sóng luôn, đang gọi trực tiếp luôn á. Đâu thấy đâu, đâu. Dạ, tại vì mọi người không tin con lưu tên ba là anh yêu á, nên là muốn xác nhận. Nó có điện cho ba hả? Ba phải ba con không? Cảm ơn bác. Bye ba. Phụ huynh hoang mang đang đi xe ngoài đường. Tự nhiên con mình nó gọi điện thoại. Ba phải ba con. Dễ thương rồi, anh tin em. Dạ, không biết thì hai bạn nam bên kia lưu tên ba mẹ mình là gì đó? Mình thì mình chỉ lưu đơn thuần là ba với mẹ thôi. Anh cũng vậy. Còn chị là chị lưu chị em. Cô vậy hả? Lưu chị Giang thôi được rồi. Chúng ta đến với cô gái cuối cùng nha, Ngọc Huyền ơi. Dạ em nghe ạ. Mình lướt nhẹ điện thoại nào. Huyền đang có một cái hình nền là ở sân bay. Ở đâu vậy ạ? Dạ, ở Vinh. Cái tấm hình này là một lần em đến Vinh và người bạn đi cùng em chụp cho em ạ. Huyền ơi, em vào hình ảnh của em cho anh xem nhé. Đúng sở thích của cổ luôn kìa. Wow, nhiều chỗ. Đồ ăn kìa. Dạ, em không biết là hai bạn ngoài đó thì mình thích nhất là con gì ạ? Em thích con chó. Vậy còn bạn Bảo à? Bảo thì Bảo thích con cá. Lý do tại sao bạn lại thích con cá vậy? Bởi vì mình thấy nó bơi với nước này, nó được mát mẻ này, với lại nó thường là nó rất là nhàn ấy, chỉ bơi qua bơi lại, cuộc sống nó hầu như là như vậy thôi. Huyền ơi. Dạ. Như Tâm Bảo nói thích cá gì, em biết em và con cá khác nhau đến gì không? Dạ khác nhau gì anh? Con cá sống dưới nước, còn em ở trong tim anh đó. Thấy chưa? Nè, con thấy chưa? Đó, nói ít làm nhiều, nói câu nào chất câu đó. Yeah. Chắc Như vậy, bốn người đẹp đã thể hiện được những góc riêng tư của mình trong cuộc sống qua bốn cái điện thoại. Và bây giờ chờ đón xem ai tạo được ấn tượng mạnh nhất trong mắt của các chàng trai. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tần số tình yêu. Ngay sau đây sẽ là phần ấn tượng. Hoàng Tâm, bạn ấn tượng với cô nàng nào nhất? Em ấn tượng như Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ở vị trí thứ tư. Còn với Tâm Bảo? Thưa chị, thưa anh và thưa mọi người thì bốn bạn đều có những cái giọng nói rất là nhỏ nhẹ, em cũng thấy rất là thích. Tuy nhiên bạn ấn tượng với em nhất, bạn nữ ở vị trí số 2 ạ. Đương nhiên đúng với sự dự đoán của tất cả mọi người. Chúc mừng Ngọc Trâm. Hai cô nàng còn lại, ai da, phải nhờ đến Lê Lộc thôi. Là chị em phụ nữ với nhau thì chắc chắn Lê Lộc sẽ hiểu rõ với góc nhìn khách quan của mình. Thật sự là nãy giờ Lê Lộc khá ấn tượng với bạn nữ số 1, bạn Lê My. Bạn có khá nhiều tài năng và thể hiện được khá nhiều sở trường cho tất cả mọi người được thấy. Và Lê Lộc muốn dành cho bạn một cơ hội nữa để chinh phục hai chàng trai ngồi ở đây. Chúc mừng bạn Lê My. Và bây giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của cô nàng ở vị trí thứ 3. Xin mời Quỳnh Như xuất hiện trên sân khấu. Bỗng một ngày vô tình gặp lại một phần của mảnh ghép khi xưa. Vẫn là anh của năm đó, chỉ là lòng em đã chẳng còn vướng bận, chẳng còn những dựa dẫm xưa kia, cũng chẳng còn cố chấp để từ chối buộc cảm xúc mình. Em quên anh được rồi, quên anh đúng thời điểm, nhưng lại sai khoảnh khắc, lệch nhịp tần số với cả hai chàng trai hôm nay rồi. Cảm nhận như thế nào với ánh nhìn đầu tiên của hai chàng trai dành cho Quỳnh Như? Hoàng Tâm, bạn rất là xinh. Xin lỗi em nhé. Dạ không có gì. Tâm Bảo, về anh thì anh cảm thấy em rất là xinh, bước ra như một tiểu thư đài cát vậy đó. Hy vọng là em sẽ tìm được một bạn nào đó phù hợp hơn với mình nhé. Cảm ơn hai anh. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu và tâm sự với nhau nhiều hơn nào. Như ơi, quê gốc của bạn là ở đâu nào? Dạ em ở Bình Định ạ. Bình Định luôn. Biết Võ không? Em biết Võ Bảy Chợ. Ủa anh Hoàng dạ. Đâu xa vậy? Giữ khoảng cách ra khỏi vùng cấm địa mà. Võ Bảy Chợ là võ bỏ chạy đó anh, phải sợ. Vậy hả? Bảy Chợ là trời, ai biết, tưởng đâu chú Bảy là tên trọ. Ba mẹ ở dưới quê hay là lên cùng với bạn? Dạ tại vì ba mẹ em cưới nhau về rồi không hợp với nhau nên là đã ly hôn. Hai bác xa nhau hồi bạn mấy tuổi? Dạ lúc em 3 tuổi. 3 tuổi thì chắc lúc đó mình vẫn chưa hiểu cảm giác đó nhiều đúng không nè? Dạ đúng rồi. Nhưng mà càng lớn lên thấy ôi sao bạn bè đồng trang lứa của mình có được sự sung túc, đoàn viên, còn mình cảm thấy như thế nào? Đôi lúc thì cũng thấy tuổi, nhưng mà em không có trách ba mẹ mình. Nếu hạnh phúc thì ở với nhau, còn không hạnh phúc thì có thể kiếm hạnh phúc mới. Ba mẹ có bước thêm bước nữa không? Dạ có, ba mẹ em đều có gia đình riêng và mỗi người đều có một đứa con. Bạn đều có những người em đúng không nào? Dạ đúng rồi. Bạn có hay thường xuyên liên lạc với những người đó không? Dạ em rất là thường xuyên, em rất là thân thiết với ba mẹ. Và ba mẹ dường như ngày nào cũng gọi điện và hỏi thăm em hết. Hãy cố gắng bền vững với mối quan hệ đó. Có khi nhiều anh chị em như vậy bảo vệ nhau cũng tốt hơn mà. Dạ em cảm thấy mình rất là sướng hơn so với mọi người, đó là em được nhận rất nhiều yêu thương từ gia đình. Vậy thì xong thông qua chương trình Tần Số Tình Yêu qua sóng truyền hình, bạn có muốn nói lời gì gửi tặng đến đại gia đình mình không? Con lên tìm nửa trái tim cho mình nhưng mà không có. Mong ba mẹ chờ con tí nữa nha. Tí nữa cho con thêm thời gian nữa đúng không nào? Tạm biệt Quỳnh Như.